xin được kính chúc cho quý lãnh đạo cũng như tất cả các anh chị em đồng nghiệp tại Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh sẽ có thật nhiều sức khỏe, sẽ luôn làm việc với một tinh thần hăng say, sáng tạo và nhiệt huyết nhất có thể để tất cả các chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh sẽ là món ăn tinh thần không thể thiếu đối với tất cả khán giả trên khắp mọi miền đất nước. Là người dẫn dắt chương trình 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh, Hoàng Trí cảm thấy rất vui và bồi hồi khi lại tiếp tục ngồi đây và gửi những lời chúc cho sự phát triển của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh, và cũng xin chúc cho 46 năm hành trình phát triển của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh sẽ ngày một rạng rỡ hơn nữa, có nhiều chương trình hấp dẫn hơn nữa, được quý khán giả khắp nơi yêu mến và khẳng định được vị thế của mình trong thời gian tới. Đồng đào kính chúc cho toàn thể ban giám đốc cũng như là cán bộ công nhân viên của đài thật nhiều sức khỏe, luôn thành công trong cuộc sống. Kính chúc đài mỗi ngày luôn có nhiều chương trình thật là hay và hấp dẫn cho quý vị khán giả xem. Xin chúc đến tất cả những chương trình của mình sẽ có nhiều số phát sóng hơn để lan tỏa những việc ý nghĩa và giá trị hơn. Và Lợi xin chúc tất cả các anh chị ban giám đốc và cùng tất cả anh chị đội ngũ nhân viên của mình thật là lời chúc sức khỏe nè, hạnh phúc. Gửi lời chúc đến ban lãnh đạo và cả ekip chương trình ngày một sản xuất ra nhiều chương trình hay hơn, ý nghĩa mang đến cho khán giả đang xem chương trình. Nguyên Bảo và Khánh Hà mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Trong những số gần đây thì chúng ta đã nhận được lời chúc mừng của các vị khách mời cùng với các MC đã tham gia dẫn những chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh sản xuất. Và vừa rồi thì chúng ta lại tiếp tục nhận thêm những lời chúc đầy ý nghĩa, đúng không ạ? Vâng, thưa quý vị, thời khắc kỷ niệm 46 năm thành lập Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh đang đến rất gần. Và những lời chúc mừng của các vị khách mời càng khiến cho chúng tôi, những người thực hiện chương trình, cảm thấy tiếp thêm nguồn động lực để phát triển, đổi mới và sáng tạo hơn từng ngày. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta hãy cùng chờ đợi và đón chờ thời khắc đặc biệt này cùng với các anh chị em của chúng tôi, những người làm truyền hình tại Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh, quý vị nhé. Và để trở lại chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những thông tin đáng chú ý. Tại Bình Phước, bé 3 tuổi bị hai chó vẹt rê hàng xóm cắn bị thương. Mặc dù các nhà mạng đã áp dụng tên định danh, nhưng người dân vẫn cần chủ động phòng chống lừa đảo. Hai mươi bốn giờ chuyển động, món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi nhà vào khung giờ 18 giờ mỗi ngày, theo đúng phương châm của TTV 11, thông tin đa dạng bạn của mỗi nhà. Ngày 30 tháng 10, một lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh này đã phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương khám nghiệm điều tra làm rõ vụ xô xát sử dụng hung khí trong một gia đình tại xã Nhân An, thị xã An Nhơn, khiến ba người thương vong hết sức thương tâm. Thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng ngày 30 tháng 10 tại thôn Háo Đất, tỉnh Bình Định. Thời điểm này, đối tượng Hồ Thanh Cường, 34 tuổi, bất ngờ dùng dao chém vào ba người trong gia đình, hậu quả ông HHC tử vong tại chỗ. Anh trai của Cường được đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế thị xã An Nhơn nhưng tử vong do bị nhiều vết chém, chấn thương nặng. Người mẹ được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định để cấp cứu. Theo người dân địa phương, đối tượng Cường có biểu hiện bệnh tâm thần nên tâm lý thường bất ổn. Tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cho biết, người mẹ là bà TTY, sinh năm 1950, mẹ ruột Cường, nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não, đa vết thương do bị chém nhiều nhát. Đau lòng hơn, anh trai của Cường mới ở thành phố Hồ Chí Minh về chuẩn bị dự đám cưới một người cháu thì xảy ra vụ việc. Hiện các lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ. Liên quan đến việc cháu bé 3 tuổi bị cho dự tấn công, vào ngày 30 tháng 10, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết đã đến thăm hỏi động viên gia đình bé LKAD, tên đã được chúng tôi đọc tắt, 3 tuổi, nạn nhân bị hai con chó bẹt rê cắn bị thương. Đồng thời tiến hành mời gia đình có chó tấn công người lên làm việc để làm rõ, xử lý theo quy định. Trước đó, chị LTH ở khu phố Phú Thịnh, phường Tân Phú dẫn hai con nhỏ là bé LKAD 3 tuổi và một bé nhỏ 1 tuổi đi dạo trên đường Hồ Xuân Hương gần nhà. Khi đi ngang qua cổng hàng xóm cách khoảng 500 m, bất ngờ hai con chó bẹt xê màu đen, mỗi con nặng khoảng 20 kg từ trong nhà lao ra tấn công cắn vào mặt bé AD. Bé D sau đó được gia đình đưa đi cấp cứu với vết thương ở vùng mặt tai. Ngay khi được điều trị khâu khoảng 16 mũi, hiện sức khỏe bé đã ổn định trở lại, được gia đình đưa về nhà tiếp tục điều trị. Theo chị LTH, thời điểm bé D bị hai con chó dữ lao ra tấn công ngã xuống đất và cắn vào mặt, rất may chị H ở gần, kịp thời lao tới đánh đuổi, nếu không hậu quả khó có thể tưởng tượng được.
Hiện chính quyền địa phương đã lập biên bản ghi nhận vụ việc, đồng thời tiến hành mời gia đình có chó tấn công người lên làm việc để xử lý theo quy định. Thưa quý vị, từ ngày 27 tháng 10 năm 2023, cuộc gọi của các nhà mạng viễn thông di động cố định như VNPT, Viettel, Mobifone, FPT tới khách hàng sẽ hiển thị tên định danh của nhà mạng. Đây là một giải pháp để giúp cho người dân cảnh giác trước các thủ đoạn giả danh công an, viện kiểm sát để lừa đảo qua điện thoại. Vâng, thưa quý vị, đã có quá nhiều vụ người dân bị các băng nhóm lừa đảo dùng mánh khóe để lấy tiền. Do nhẹ dạ cả tin, do thiếu hiểu biết về pháp luật nên rất nhiều người dính bẫy, mất rất nhiều tiền. Đúng là như vậy, và có những người mất số tiền lớn lên tới vài tỷ đồng. Nạn nhân là những người tích góp cả đời, có người là công chức về hưu, có người là giáo sư lại bị mất hết. Còn bọn lừa đảo lại hút trọn số tiền mồ hôi nước mắt của những người lương thiện. Loại tội phạm này chủ yếu sử dụng điện thoại để lừa đảo. Bọn chúng tự xưng công an, viện kiểm sát, ngân hàng, nhà mạng, bộ thông tin truyền thông, dù không biết nguồn gốc điện thoại, không có tên cơ quan, nhưng nhiều người vẫn cứ tin. Cục Viễn thông, Bộ Thông tin Truyền thông cấp tên định danh cho các số điện thoại là các đường dây nóng của các đơn vị thuộc Bộ Thông tin Truyền thông, đồng thời cấp tên định danh cho các nhà mạng viễn thông di động cố định như VNPT, Viettel, Mobifone, FPT. Theo đó, tất cả các số điện thoại gọi đến người dân từ các đơn vị thuộc Bộ gồm Văn phòng Bộ, Cục Báo chí, Cục An toàn Thông tin, Cục Viễn thông, Cục Tần số vô tuyến điện đều hiển thị tên định danh BOTTTT. Như vậy, những người tự xưng là đơn vị thuộc Bộ hay doanh nghiệp viễn thông nhưng không có tên định danh, đích thị là lừa đảo. Đây là biện pháp phòng chống lừa đảo nhưng phải tuyên truyền sâu rộng đến người dân để mọi người đều hiểu biết, chủ động đề phòng không bị mắc bẫy bọn lừa đảo. Thực tế cho thấy, thời gian qua, các cơ quan chính quyền, công an, báo chí đã lên tiếng cảnh báo bằng nhiều hình thức. Tin tức nạn nhân bị lừa đảo được đưa trên các trang truyền thông, mạng xã hội, nhưng nhiều người vẫn không hay, không quan tâm theo dõi. Chính quyền, công an cảnh báo rất cụ thể, đơn giản, dễ hiểu. Đó là không tin vào bất cứ ai tự xưng là cán bộ công an, viện kiểm sát hay là đại diện cơ quan nào qua điện thoại. Thế mà vẫn có người bị lừa, mất bạc tỷ cả đời dành dụm. Mặc dù thêm giải pháp nhà mạng có tên định danh là để phòng chống lừa đảo, nhưng cũng không thể chống hết bọn lừa đảo nếu như còn có những người không chịu nghe đài, đọc báo và nhẹ dạ cả tin. Vâng, và đến đây thì nội dung này xin phép được khép lại. Tiếp tục chuyển động với chương trình ngày hôm nay là thông tin về đời sống xã hội dân sinh đặc chú ý. Quý vị thân mến, nhân kỷ niệm 46 năm ngày thành lập Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh, trong những số trước của 24 giờ chuyển động, chúng tôi đã chia sẻ, giới thiệu đến quý vị khán giả thân thương những sự đổi mới và phát triển của đài thông qua các chương trình nhân văn, thú vị được phát sóng trên kênh TTV11 như Thấu lý thấm tình, Ba con ơi cảnh giác và cả Giao lộ bình an nữa Khánh Hà. Và đó cũng là những chương trình hết sức ý nghĩa và sinh động để phục vụ cho khán giả của chúng ta, phải không nào? Thế nhưng hình như là chúng ta vẫn chưa đề cập đến một chương trình cũng đáng để chúng ta kể với quý vị khán giả nhân dịp kỷ niệm 46 tuổi của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Dạ vâng, đó chính là chương trình mà chúng ta đang tác nghiệp đây, Nguyên Bảo ạ. Vâng, thưa quý vị thân mến, góp phần vào sự đổi mới của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh, chúng tôi hết sức tự hào khi nhắc đến cái tên 24 giờ chuyển động, được thực hiện với phương châm thông tin đa dạng, bạn của mọi nhà. 24 giờ chuyển động sau hơn 4 năm phát sóng đã mang đến cho quý khán giả trong và ngoài tỉnh một lượng thông tin khổng lồ, những vấn đề nóng mà dư luận xã hội quan tâm cùng những sự việc, câu chuyện ý nghĩa và nhân văn được cập nhật, chia sẻ mỗi ngày cho quý khán giả thân thương của chúng tôi. Vâng, sẽ rất thiếu sót nếu như mà không nhắc đến 24 giờ chuyển động trong bước chuyển mình mạnh mẽ của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Và ngay bây giờ, một lần nữa, mời quý vị khán giả cùng chúng tôi chứng kiến một ngày làm việc của ekip sản xuất 24 giờ chuyển động, quý vị nhé. Cập nhật những thông tin thời sự đóng hội trên khắp cả nước. Lắng nghe những ý kiến bức xúc của người dân về những vấn đề dân sinh xã hội. Làm cũng cực khổ quá mà vốn liếng thì cũng đổ quá hết. Trường hợp này thấy là tôi không biết sao, gầu quá. Mít của em giờ bị héo lá hết trơn rồi mà chắc em độ là chết chứ không sống đâu. Tiếp cận thông tin phản ánh thực trạng đang diễn ra và giải pháp tháo gỡ của chính quyền. Tổ chức họp dân để lấy ý kiến và kịp thời chấn chỉnh. Nếu chủ đầu tư không khắc phục thì tụi tôi sẽ mạnh dạn là cho thôi phục vụ để kêu gọi chủ đầu tư mới. Ngày 15 tháng 4, 2019, chương trình 24 giờ chuyển động chính thức lên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh.
Đến nay, sau hơn 4 năm phát sóng, chương trình đã truyền tải một lượng thông tin khổng lồ truyền tải đến quý vị khán giả. Hơn 7.000 tin nóng được cập nhật nhanh chóng. Ngày 25 tháng 10, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp đội cảnh sát giao thông Bình Triệu, phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông là một người đàn ông tử vong. Danh tính nạn nhân được xác định là ông NXT, tên đọc tắt 61 tuổi, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh, làm nghề bảo vệ. Khoa nội thận lọc máu của bệnh viện đã tiếp nhận 7 bệnh nhân suy thận cấp phải lọc máu để cứu tính mạng sau thời gian uống cỏ mực. Các bác sĩ khuyến cáo người dân không tự ý dùng cỏ mực hoặc các thực phẩm chức năng, bài thuốc gia truyền rao bán trên mạng. Cùng với đó, nên xây dựng lối sống lành mạnh với chế độ dinh dưỡng cân bằng, ăn nhạt, tăng cường tập thể dục, hạn chế bia rượu, thuốc lá và các chất kích thích để tăng cường sức khỏe. Tối ngày 13 tháng 9, thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Nghiêm Quang Minh, 44 tuổi, về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Theo Công an thành phố Hà Nội, ông Minh là chủ chung cư mini số 37, ngách 29-70, Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, nơi xảy ra vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng. Hầu hết các bệnh nhân là đều ngộ độc khí CO. Thứ hai nữa là vì bệnh nhân nhảy xuống, nhiều bệnh nhân bị chấn thương và đa chấn thương. Hơn 5.000 câu chuyện dân sinh thiết thực về đời sống xã hội được chia sẻ trung thực và kịp thời. Thưa quý vị, lại thêm một vụ uống rượu bia, lái ô tô gây tai nạn giao thông khiến một người chết và 4 người bị thương. Nhiều người cho rằng chỉ có say xỉn thì mới lái xe mất kiểm soát như vậy. Và dự đoán đó không sai, cơ quan chức năng đã xác định tài xế lái xe vi phạm nồng độ cồn. Đã đến lúc phải xem uống rượu bia lái ô tô là hành vi giết người, thưa quý vị. Theo các chuyên gia, vào ngày Halloween có thể hóa trang ma mị kỳ bí nhưng không thể đi quá giới hạn. Bất cứ một cái lễ hội nào mà du nhập vào một quốc gia khác thì nó cũng cần phải có những cái điều chỉnh để tôn trọng những cái văn hóa bản địa. Và hơn 4.000 phóng sự liên quan đến những vấn đề bức xúc đang được dư luận cộng đồng xã hội quan tâm. Có một cái thông tin rất đáng chú ý là tài xế gây ra tai nạn trước đó đã bị công an tỉnh Lâm Đồng tước giấy phép lái xe 3 tháng do vi phạm tốc độ. Thế thì tại sao anh ấy vẫn còn được lái xe? Vì lợi nhuận. Vì lợi nhuận là cái thứ nhất. Cái thứ hai, vì kế sinh nhai của bản thân anh ta. Có cần là phải ra quân làm quán triệt, làm toàn diện cái vấn đề đó hay không? Thì theo luật sư Thiên thì có hay không? Và chúng ta còn phải làm những điều gì nữa để ngăn chặn những hành vi nguy hiểm đến tính mạng con người như thế này ạ? Phải giải quyết vấn đề ở mức độ là gốc rễ, chứ không phải là cứ xe lăn bánh trên đường rồi mới kiểm tra. Thưa quý vị, người dân xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang nói riêng và người dân cả nước nói chung vẫn chưa hết bàng hoàng khi biết tin nghi can hạ độc hộp sữa làm cha và bà nội chết lại chính là người con, người cháu trong gia đình, chỉ mới 14 tuổi. Và bản thân Tức Khoa thì cũng rất sốc khi biết được thông tin đây. Trước hết xin được lắng nghe quan điểm từ anh chị ạ. Đối với người thực hiện cái hành vi giết cha mẹ đẻ trong trường hợp như thế này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự và một án phạt tù là khó mà khó thể tránh khỏi. Đối với những cái đối tượng mà họ càng trầm tính, họ càng ít chia sẻ với người khác thì những cái dồn nén về những cái bức xúc, những cái căng thẳng về mặt tâm lý nó sẽ càng nhiều hơn ở trong họ, và đến một cái thời điểm nào đó nó giống như cái giọt nước tràn ly ấy, thì họ sẽ có những cái hành vi mà chúng ta không thể tưởng tượng được là cái đối tượng bình thường lại có thể làm như thế. Đó là những con số ấn tượng cho thấy khối lượng thông tin khổng lồ mà chương trình 24 giờ chuyển động đã mang đến cho khán giả trong suốt 4 năm qua. Và từng ngày qua, 24 giờ chuyển động luôn mang đến cho quý khán giả những thông tin nóng hổi và liên tục về những gì đang diễn ra với những góc nhìn trung thực, táo bạo, chia sẻ và cùng định hướng đến những giá trị nhân văn cao đẹp nhất. Là một khán giả xem chương trình 24 giờ chuyển động đã lâu, tôi cảm thấy chương trình có rất nhiều nội dung hay, hấp dẫn, đưa tin chính xác, kịp thời. Tôi mong chương trình càng ngày càng phát triển để đến được với nhiều người xem. Tôi thấy chương trình 24 giờ chuyển động của Đài Truyền hình Tây Ninh đưa tin rất là chính xác, thời sự và rất nhanh. Mong chương trình ngày càng phát triển và đưa tin đến bà con nhiều hơn. Tôi rất thích qua chương trình 24 giờ chuyển động, nó có nhiều tin nóng hay. Chương trình này rất là hay, có nhiều tin nóng rất là hay. Xem rất là bổ ích, chiều nào tôi cũng xem.
Nam Cường và Kim Quý thật sự rất cảm thấy vui và hạnh phúc khi được làm một phần của chương trình 24 giờ chuyển động. Dạ đúng rồi, Kim Quý rất vinh hạnh khi được đồng hành cùng với chương trình từ những ngày đầu tiên và xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến ban lãnh đạo đài bởi vì đã luôn tạo những điều kiện tốt nhất để chương trình có thể được lên sóng mỗi ngày và mang tới những thông tin chính xác, thiết thực cho tất cả quý vị khán thính giả gần xa. Có thể nói là Giang Thái đã có hơn 2 năm đồng hành cùng chương trình. Bên cạnh là một gương mặt xuất hiện để cập nhật những thông tin nóng hổi, thì Giang Thái cũng nhận thấy rằng là khi mà mình tham gia vào chương trình 24 giờ chuyển động, thì Giang Thái cũng tự giúp cho mình có được những kiến thức cũng như là những cái thông tin hữu ích nhất. Thì hy vọng rằng là chương trình 24 giờ chuyển động sẽ ngày càng phát triển hơn nữa, đem đến thật là nhiều những thông tin và những kiến thức hữu ích cho bà con gần xa. Ngay lúc này đây, Phúc Ân muốn gửi lời cảm ơn đến quý vị khán giả đã luôn dõi theo và đồng hành cùng 24 giờ chuyển động. Phúc Ân cũng xin trân trọng cảm ơn quý lãnh đạo Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh đã luôn tạo điều kiện tối đa nhất để cho ekip 24 giờ chuyển động được thực hiện những bản tin thời sự trọn vẹn nhất mỗi ngày. Một lần nữa Phúc Ân xin chân thành cảm ơn. Thưa quý vị, sau hơn 4 năm phát sóng thì 24 giờ chuyển động tự hào khi được trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người dân Tây Ninh nói riêng và người dân cả nước nói chung. Trong không khí chào mừng kỷ niệm 46 năm ngày thành lập Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh, chúng tôi cảm thấy rất tự hào và vinh dự khi trở thành thành viên của đại gia đình TTV11 nói chung cũng như 24 giờ chuyển động. Hòa chung khí thế chuyển mình mạnh mẽ và phát triển của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh và cũng như tên gọi của chương trình, đội ngũ sản xuất 24 giờ chuyển động luôn quyết tâm và sẵn sàng chuyển động không ngừng cùng với mạch tin tức được thể hiện bằng nội dung và hình thức hấp dẫn, tươi mới. Vâng, 24 giờ chuyển động với thời lượng 30 phút sẽ luôn gửi đến quý vị khán giả các thông tin hấp dẫn, bám sát mọi vấn đề trong đời sống hàng ngày qua nhiều tiết mục hấp dẫn, là món ăn tinh thần không thể thiếu của mọi nhà vào khung giờ quen thuộc 18 giờ mỗi ngày, theo đúng phương châm của TTV11, đó là thông tin đa dạng, bạn của mọi nhà. Thưa quý vị, những ngày cuối tháng 10, thành phố Cao Nguyên, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng rực rỡ hơn bao giờ hết, trăm hoa đua nở, thêm vào đó là màu hồng chín rộ càng thu hút du khách đến với thành phố. Hình thức kinh doanh quán cà phê Vườn Hồng chỉ mới xuất hiện cách đây vài năm, nhưng rất thu hút du khách khi đến với Đà Lạt. Những trái hồng và các sản phẩm chế biến từ trái hồng Đà Lạt là bột sứ giả mang thương hiệu Đà Lạt, kết tinh kỳ diệu từ đất lành. Những quán cà phê mở cửa đón du khách mùa hồng chín cũng góp phần quảng bá cho thành phố mộng mơ này. Vào Vườn Hồng mùa hồng chín, du khách chia sẻ rằng có cảm nhận như đi giữa khu rừng cây có đèn sáng lấp lánh. Những trái hồng với những bóng đèn lung linh trong vòm đá khiến du khách vô cùng thích thú. Ở góc nhìn khác, những vườn hồng ăn trái ở thành phố Cạn Hoa như níu giữ ký ức của Đà Lạt, có chiều dài lịch sử và bề dày văn hóa của vùng đất bình yên mát lành, cô cười hiền hòa, thanh lịch, mến khách, không ngừng sáng tạo cho không gian sống thêm tươi đẹp và hấp dẫn. Một nghệ sĩ ở Brazil đã có ý tưởng sáng tạo một bức tranh graffiti dành cho người khiếm thị và bức tranh này đã trở thành một cầu nối ý nghĩa giữa người khiếm thị và nghệ thuật, truyền tải thông điệp về sự đa dạng và sáng tạo trong xã hội, thưa quý vị. Nghệ sĩ Brazil Subtu đã thực hiện một bức tranh từ graffiti đặc biệt dành cho người khiếm thị bằng cách sử dụng bảng chữ cái chữ nổi để hiển thị hình dạng, màu sắc và kích thước của hình ảnh. Người khiếm thị sẽ có thể dễ dàng cảm nhận những tác phẩm nghệ thuật graffiti theo cách riêng của mình. Tác phẩm được thực hiện ở Beco do Batman ở Sao Paulo, một thành phố graffiti nổi tiếng ở Brazil. Để thực hiện tác phẩm độc đáo này, nghệ sĩ tài năng Subtu đã phải dành 3 năm để nghiên cứu và phát triển ý tưởng. Nghệ sĩ Subtu dường như đã thổi hồn vào tác phẩm nghệ thuật độc đáo và ý nghĩa này. Anh mong muốn mang lại niềm vui và trải nghiệm mới mẻ cho người khiếm thị. Đồng thời, tác phẩm cũng là một minh chứng cho sự đa dạng và sự phát triển của nghệ thuật graffiti trong cộng đồng đường phố Sao Paulo. Trong phần tiếp theo của 24 giờ chuyển động, lo ngại tình trạng tái diễn ngộ độc rượu methanol cùng công nghiệp. Chuyên mục chuyện ngày mới, độc đáo mới đà với thời trang thổ cẩm Gia Lai ơi. Một câu chuyện đáng lo ngại ở tỉnh Quảng Bình. Thưa quý vị, dự án khu tái định cư thôn 5 Thiết Sơn thuộc xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa của tỉnh này đã được đầu tư xây dựng để đáp ứng nơi ở cho 20 hộ di dân trong vùng sạt lở do trận bão lũ năm 2020.
Công trình được thực hiện theo lệnh khẩn cấp, đã hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2021. Tuy nhiên, sau một năm chuyển đến nơi ở mới, hơn 10 hộ dân tại đây vẫn bất an với tình trạng sạt lở đất đá từ mái ta luy dương. Câu chuyện được phản ánh qua phóng sự ghi nhận sau đây. Mùa mưa bão năm nay, gia đình chị Lành thuộc khu tái định cư thôn 5 Thiết Sơn, xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa vẫn chưa thể yên tâm ở trong ngôi nhà của mình, bởi ngôi nhà của chị và một số hộ dân khác nằm sát đường chân đồi đang xảy ra tình trạng sạt lở mái ta luy dương. Sau mỗi trận mưa lớn kéo dài, đất đá lại tiếp tục trượt xuống, uy hiếp đến tính mạng tài sản của người dân. Đi chưa là người dân ở đây là rất là lo lắng hoang mang, ở đây cũng yên tâm là làm mà đất là nền sạt lở vô nhà rồi mà sinh hoạt được, mùa mưa là sinh hoạt được mà chưa có sợ đó. Để đêm đi nằm ngủ yên mà đã bơi cả thì cũng lụt lùn khổ chứ không biết. Dù là điểm tái định cư, song trong quá trình triển khai mặt bằng xây dựng, do yếu tố địa hình đồi núi phức tạp, dự án vẫn diễn ra tình trạng sạt lở mái ta luy khi mùa mưa lũ đến. Hiện có 5 hộ gia đình bị ảnh hưởng trực tiếp và hơn 10 hộ khác có nguy cơ ảnh hưởng từ tình trạng sạt lở này. Điều chứ mong muốn của tôi là muốn để làm sao để nhà nước quan tâm hơn nữa, để làm cho chúng tôi, để chúng tôi có chỗ an toàn hơn, để khỏi lo, chứ con hiện tại dư là rất lo. Cùng quá trời các hộ dân về tinh thần phòng chống và khả năng phòng tránh. Bên cạnh đó thì xã đã bố trí lực lượng để phối hợp tuyên truyền, xây dựng phương án để di dời các hộ khi có tình huống xảy ra. Hiện nay, phương án đưa ra để chống sạt lở với nguồn kinh phí dự kiến khoảng 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, do ngân sách khó khăn, chưa thể cân đối thực hiện dự án, huyện Tuyên Hóa đã có tờ trình đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình và các đơn vị liên quan bố trí nguồn vốn để giải phóng mặt bằng và đào hạ mái ta luy. Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn ra soát lại các cái điểm sạt lở, báo cáo Ủy ban Nhân dân huyện. Ủy ban Nhân dân huyện đã giao cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xây dựng cái phương án để di dời dân, đây là tài sản của người dân ra khỏi cái vùng sạt lở. Huyện đề nghị tỉnh cho phép để triển khai thực hiện một số tái định cư tập trung hoặc là tái định cư phân tán. Tỉnh Quảng Bình vốn có địa hình phức tạp, theo thống kê hiện có 85 điểm dễ xảy ra sạt lở núi, đe dọa cuộc sống của hơn 1.100 hộ dân, trong đó có 25 khu vực sạt lở bờ sông, bờ biển. Tuy nhiên, do nguồn lực hạn hẹp, hiện còn nhiều hộ dân vẫn phải sống trong vùng nguy cơ sạt lở, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khi tại Quảng Bình đang là cao điểm của thời tiết mưa lớn kéo dài. Tiếp theo sau đây là phần tin nóng, mời quý vị tiếp tục theo dõi. Vào sáng ngày 31 tháng 10, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Lạng Sơn cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an huyện Hữu Lũng tổ chức cứu hộ cứu nạn, khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn liên hoàn giữa xe khách và hai xe container khiến cho nhiều người thương vong. Tại hiện trường, xe 16 chỗ hư hỏng nặng. Vụ tai nạn khiến 5 người tử vong, trong đó có 4 người tử vong tại chỗ, 1 nạn nhân tử vong tại bệnh viện. Ngoài ra, 9 người khác được đưa vào bệnh viện chữa trị. Ông Bùi Quốc Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn cho hay, các nạn nhân tử vong cùng đi trên xe ô tô 16 chỗ. Tài xế ô tô này bị thương. Rạng sáng ngày 31 tháng 10, họ đi lễ ở địa bàn huyện, sau đó hơn 2 giờ thì trở về, sau đó gặp nạn. Ông Bùi Quốc Khánh cũng cho hay các nạn nhân gặp nạn là người Hạ Long, Quảng Ninh. Hiện một số người đang được cấp cứu điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Một nạn nhân bị nặng hơn được chuyển tới Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Thưa quý vị, tình trạng ngộ độc rượu methanol tiếp tục nóng trở lại sau vụ việc mới đây có 5 người ở tỉnh Bắc Cạn phải nhập viện sau bữa ăn tại một quán lẩu. Kết quả xét nghiệm của Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia cho thấy mẫu rượu trắng mà bệnh nhân đã uống có hàm lượng methanol cao hơn 30 lần mức cho phép. Mặc dù đã có nhiều cảnh báo về tác hại của tình trạng ngộ độc rượu methanol, cồn công nghiệp đối với sức khỏe, nhưng không ít người vẫn phớt lờ, tiếp tục lạm dụng rượu, sử dụng rượu không rõ nguồn gốc. Lo ngại tình trạng ngộ độc rượu methanol sẽ tiếp tục nóng, nhất là vào dịp cuối năm. Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế đề nghị các cơ quan chức năng liên quan tại các tỉnh, thành phố tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ ngộ độc rượu, ngộ độc methanol, qua đó cấp cứu, điều trị người bệnh kịp thời, đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, nhất là các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu nhỏ lẻ, nấu rượu thủ công. Thưa quý vị, thổ cẩm Gia Lai được xem là một trong những loại thổ cẩm đẹp nhất với họa tiết màu sắc phong phú đa dạng.
Mỗi dân tộc lại có những nét riêng biệt về chất liệu, kỹ thuật, họa tiết và màu sắc của thổ cẩm. Để bảo tồn và phát huy di sản văn hóa bản địa, Gia Lai đã chú trọng gìn giữ, nâng cao ý thức để bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc, trong đó có trang phục thổ cẩm. Mới đây thì chương trình Gia Lai ơi đã mang đến một không gian nghệ thuật tôn vinh thổ cẩm vô cùng độc đáo. Chuyên mục Chuyện ngày mới hôm nay, mời quý vị cùng đến với không gian văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên kết hợp cùng sắc màu của thổ cẩm đầy lãng mạn và huyền ảo. Quảng trường Đại Đoàn Kết, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, chương trình nghệ thuật thời trang thổ cẩm Gia Lai ơi do nhà thiết kế Minh Hạnh làm tổng đạo diễn, với sự tham gia của hơn 200 người, trong đó có các nghệ nhân, học sinh, người mẫu, ca sĩ, diễn viên và nghệ sĩ múa. Gia Lai ơi đã mang đến cho khán giả một bữa tiệc âm nhạc và thời trang đầy sáng tạo. Những trang phục thời trang bốn mùa được thiết kế bằng chất liệu thổ cẩm kết hợp với các chất liệu khác để tạo ra những tác phẩm thời trang độc đáo, hiện đại mà vẫn giữ được nét truyền thống. Người mẫu trình diễn thời trang trên nền nhạc dân gian mang âm hưởng Tây Nguyên với phần phụ họa của các nghệ nhân, diễn viên, nghệ sĩ múa, tái hiện không gian văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên kết hợp cùng với sắc màu của thổ cẩm đầy lãng mạn và huyền ảo. Người Gia Lai thật sự là mạnh mẽ và họ có một cái điều mà tôi rất thích, đó chính là sự lãng mạn trong cuộc sống. Tất cả những điều đó họ thể hiện lên màu sắc, thể hiện lên những hoa văn và thể hiện lên cái họ dệt bằng những cái cảm xúc chân thật của họ. Tôi muốn giới thiệu với mọi người rằng là thổ cẩm ở Gia Lai đang được nâng tầm lên ở một cái mức độ khác. Đó là sự cao cấp. Chúng tôi đã kết hợp với những cái người nghệ nhân tơ lụa tại Bảo Lộc và chúng tôi đã nối kết được họ với nhau. Có nghĩa rằng là người dân tộc họ sẽ dệt bằng sợi tơ. Cái chương trình này nó không chỉ là một cái show diễn thời trang mà chúng tôi mong muốn đó là một cái buổi trình diễn nghệ thuật giới thiệu cái văn hóa đặc sắc của Gia Lai, trong đó có thổ cẩm. Và qua cái chương trình này chúng tôi mong muốn đó là tôn vinh các nghệ nhân, truyền lửa tiếp theo cho các bạn trẻ để mà gìn giữ cái ngành nghề truyền thống và gắn với cái sáng tạo. Thứ hai nữa là chúng tôi mong muốn quảng bá và mong muốn các nhà nghiên cứu về văn hóa, các nhà nghiên cứu về sáng tạo, đặc biệt là trong thời trang, các nhà chất liệu mới để biến cái thổ cẩm đó trở thành một cái sản phẩm hàng hóa kinh tế cao để góp phần phát triển kinh tế cho đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai. Chương trình Gia Lai ơi cũng là một trong những hoạt động nhằm duy trì các hoạt động đã cam kết với UNESCO về không gian văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên, di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Trong đó, trang phục thổ cẩm là một trong những giá trị nổi bật cần được bảo tồn, phát huy và phổ biến. Chương trình cũng là dịp để Gia Lai quảng bá hình ảnh đến với du khách trong và ngoài nước, góp phần thu hút đầu tư, phát triển du lịch bền vững. Tôi cho phép tôi cảm ơn Đảng và Nhà nước là nói chung, nói riêng về tỉnh Gia Lai là rất quan tâm bà con người dân tộc thiểu số ở bản địa tại tỉnh Gia Lai được tổ chức về cái là về truyền thống thổ cẩm như là tạc tượng đan lát rồi vải diệt vải thổ cẩm. Nhưng mà nhà nước đã tổ chức cho nhưng mà anh em rất là phấn khởi, rất là tự hào. Sự kiện lần này có ý nghĩa văn hóa nghệ thuật cao, có phần bảo tồn và phát triển di sản thổ cẩm của các dân tộc Tây Nguyên, đặc biệt là ở Gia Lai. Đêm hội diễn ra cũng nhằm tôn vinh và tri ân đến những nghệ nhân thổ cẩm, những người đã gìn giữ và làm sống lại một nét đẹp văn hóa độc đáo của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Cộng đồng các dân tộc Gia Lai là chủ nhân của nhiều di sản văn hóa lịch sử đặc sắc tiêu biểu, nổi bật là những công chiêng, thổ cẩm tinh xảo, nghệ thuật tạc tượng, v.v. Và chương trình này không chỉ là thời trang mà hơn thế là một không gian văn hóa đậm bản sắc Gia Lai. Hy vọng rằng chương trình sẽ quảng bá, giới thiệu văn hóa Gia Lai, xây dựng thương hiệu thổ cẩm Gia Lai trở thành hàng hóa có giá trị kinh tế cao, góp phần phát triển kinh tế xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số. Và thưa quý vị, câu chuyện ý nghĩa này cũng đã khép lại thời lượng của chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay. Một lần nữa, Khánh Hà và Nguyên Bảo xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình. Chương trình sẽ được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 6 giờ, 18 giờ và 22 giờ 30 phút mỗi ngày. Đồng thời,
Quý vị cũng có thể xem lại chương trình 24 giờ chuyển động trên kênh YouTube Truyền hình Tây Ninh. Còn bây giờ, chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại.